are prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Okay, cưới được rồi. Mọi người có thể thấy là hôm nay đang là ngày lễ 1 tháng 5 thì rất là nhiều khách du lịch luôn. Từ dưới phố lên, đa số là từ dưới phố lên nha mọi người. Đây, có vài chiếc xe xịn xịn Mercedes. Rồi tới trâm xe kia nữa. Và những cái chuyến xe du lịch nhiều chỗ như thế này. Bây giờ anh em mình đang di chuyển tới cái địa điểm họ bán vé đấy kia các bạn. Thì họ bán vé là cái chỗ mà cái nhà mà to to đấy. Xe thì anh em mình gửi tốt bên kia. Công nhận là hôm nay trời cũng được cái là nó mát mát một tí chứ không có nắng. Nên nhưng mà đi trời nắng anh em mình không có mũ nữa thì chắc chết á. Ủa cái cổng nó rất là rộng luôn. Cổng này vừa to lại vừa rộng cao nữa bạn ơi. Cổng trời Đông Giang. Đông Giang Heaven Gates. Ui, cái này là lối đi dành cho khách đặt phòng khách sạn ạ. Còn người vô bình thường thì vô trong này mua vé. Đây, hôm nay tụi mình đi thì có hai người nha. Bạn báo với mình thì cái là mình sẽ đến kia mua hai vé luôn. Mua hai vé cho hai người. Thì đây là bảng giá dịch vụ các bạn có thể thấy nha. Người lớn với trẻ em cao từ 1m4 là 200.000. Còn là trẻ em từ 1m đến dưới 1m4 là 100.000. Còn trẻ em dưới 1m là miễn phí nha. Bạn nào mà có con nhỏ thì đem đây rồi, cứ tuyệt vời. Rồi, em gửi em 2 vé. Rồi, cảm ơn ạ. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Thế là xong nha. Hai vé cho hai người. Đây, em cầm một vé đi. Để còn vé còn tiền anh giữ. Đem cầm một tiền này. Ok mà. Nào, đi mua bạn con. Đi cá đi. Rất được rồi mày. Đây. Khi mà qua được cái chỗ này thì họ sẽ lại trả lại cái vé nếu như chỉ là mình vào, sợ là không có bằng chứng để mà có vé đây. Wow. Trời hôm nay mặc dù ít nắng nhưng mà cái sự oi bức của nó vẫn còn rất là nóng đó các bạn này. Đấy các bạn có thể thấy chỗ này cái là cái chỗ mà cái hồ, cái vòng tròn, cái nhà chùa ngay ở giữa hồ nha. Nóng chưa? Vâng. Thì tới đây các bạn có thể thấy ngay là cái chỗ mà cổng trời á, cổng trời Đông Giang. Ngày xưa chỗ này là cái suối á, họ hay đi tắm. Đó. Vào trong này thì các bạn có thể thấy cái nhà ngay ở giữa hồ. Có thể do cái địa hình đồi núi thì các bạn có thể thấy là cái bùn lầy nó vào ở bên trong này, nó không còn sâu nữa. Các bạn có thể thấy đáy luôn kìa. Đó, cái nhà này rất là đẹp. Ui, nhiều người chứ này. Có thể nói chỗ này ngày hôm nay là ngày lễ. Lễ lớn mùng 1 tháng 5 thì khách quan đi lại rất là đông đúc luôn. Còn có xe điện để đưa đón khách nữa. Hold on.
vô trong này mình cảm thấy nó mát hơn các bạn ơi. Có thể là do có mấy cái hang đá này nó mát mẻ hơn chỗ bình thường. Hello mọi người, thì hiện tại anh em mình đã tới địa điểm là Cổng Trời Đông Giang, một địa điểm mới được mở cách đây chỉ có mấy ngày thôi các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 thì phim mở chỉ mới mở từ ngày 29, 30 rồi. Hôm nay là họ mở là ngày thứ 3 rồi. Các bạn có thể thấy là ở bên này thì còn rất là đông khách du lịch luôn các bạn ơi. Những người này đến từ rất là nhiều nơi, từ là Tam Kỳ, Đà Nẵng, nói chung là những người từ Dịch Phố lên các bạn. Còn anh em mình thì anh em từ miền núi đi xuống á. Đây, tới đây các bạn có thể thấy là cái gọi là chỗ sống ảo của khách du lịch đến đây. Rất là đẹp, những cái cây cầu vồng này các bạn. Cái cây cầu vồng. Cái cây cầu kia thì họ được gọi là cái cầu bảy sắc á các bạn. Tại vì các bạn đã thấy là cái cây này giống như cái cây cầu vồng á. Ôi lạ. Ôi. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp hành trình với anh em mình nhé. Theo mình thấy thì tới đoạn này thì có mấy cái cầu, thì là anh em mình sẽ vòng lại cái cầu rồi về con kia. Nói chung thì chỗ kia thì họ có thể nói là nó đẹp hơn ở bên này. Bên này còn có cái hình tượng của công ty là FVG. Thì công ty này là công ty mà đầu tư cái khu du lịch rộng lớn tầm 120 hectare đấy các bạn ạ. Nắng quá có lẽ mình sẽ đội cái mũ. Khi mà vào cái chỗ này thì các bạn sẽ thấy có hai cái con đường. Một là con đường là các bạn có thể vào cái khu vực là bonbon park. Khu vực đấy là họ có trồng nhiều cái cây bonbon. Thì cây bonbon là cái loại cây mà đặc sản đặc biệt, chỉ có cái vùng này nó nhiều. Mặc dù ở chỗ khác cũng có nhưng mà không ngon bằng cái chỗ mà khu vực mà xã Mà Coi này á, khu vực Đông Giang. Còn cái đường các bạn rẽ phải các bạn thấy là sẽ tới cái làng văn hóa Cơ Tu. Rồi, hai anh em mình đang tiến vào khu vực của làng văn hóa Cơ Tu nha. Hai anh em mình cũng là người gốc Cơ Tu á. Thì thế mà khi mà vào làng này cũng không có gì là lạ lắm. Tại vì các bạn có thể thấy là ở trung tâm huyện Tây Giang cũng là có một cái ngôi làng Cơ Tu rất là rộng. Rộng gấp mấy lần chỗ này luôn. Đấy, chỗ này có mấy nhà này. 3, 4, 5, 6 cái ngôi nhà nhỏ phụ ở ngoài rìa. Còn có một cái ngôi nhà chính ở giữa các bạn. Ở bên này còn có một cái nêu. Cái nêu khi mà có khách du lịch thì họ sẽ tâm tung ra giá ngay ở xung quanh cái nêu này. Đây, bên này còn có dòng chữ làng văn hóa Cơ Tu rất là đẹp. Vào xem đi, lên đi anh em mình. Vào xem bên trong có gì. Ôi, trong này mát hơn ngoài kia. Thôi đứng ngoài này hóng mát một tí. Các bạn có thấy là nhiều khách du lịch nằm ở bên trong này để nghỉ mát. Đó. Còn mấy cái nhà kia thì là sẽ là làm những gọi là các bạn. Thì muốn vào trong đó thì các bạn phải thuê, bỏ tiền để ngủ. Nóng quá à, Bảo. Các bạn có thấy là mặt của bạn Bảo đây. Cháy hết mồ hôi. Kiểu này nó tí mà gặp mấy chị em xinh đẹp chắc cũng ngại, cũng dám nói chuyện luôn. Cầu đầu tiên khi mà các bạn vào khu du lịch ở bên trong này thì sẽ là cái cây cầu bẫy sắt cầu vồng các bạn. Đây, bên này có mấy chiếc bậc thang mà leo lên bên đỉnh á. Đi Bảo ơi, đi. Đến, anh em mình sẽ có qua bên kia, bởi vì bên kia có mấy cây mà có bóng mát á. Nãy giờ đi cũng nóng. Đấy, bên này các bạn thấy là nó mát hơn. Tại vì bên này có cái ngôi đền rất là cao luôn, mấy tầng đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tầng. 10 tầng luôn các bạn nha. Bạn nào mà thích khám phá thì có thể lên bên kia luôn để mà xem á. Còn anh em mình hôm nay thì đi cho sớm sớm thôi. Tại vì hiện tại cũng đang là 3 giờ rồi. Mấy giờ rồi? 2 giờ. 2 giờ đúng. Xe điện đưa đón khách này. Ở bên này thì là nhà hàng các bạn nha. Trường Sơn Quán Đại Ngàn. Đó, các bạn có thể thấy, có thể vào bên này uống nước này. Không biết là một chai sting rau thì bên trong này là bán bao nhiêu.
toay cái nhà nước này tè. Rồi bên này nhiều người quá. Lên đi coi. Ui, cái sàn nó hơi trơn bảo ơi. Đi sợ mưa mình đi nó trơn sao ấy. Rồi bên này là nhà hàng các bạn nhá. Ai hay anh em mình đi qua chỗ nhà hàng thì sao? Thôi quay lại đi bảo, đừng đi cái đường này. Đường này là đường vào nhà hàng kìa. Anh em mình sẽ cố lên trên kia nữa xem nó có như thế nào. À trên kia hình như còn có cái ngọn thác các bạn nha. Nếu như các bạn theo dõi rồi thì trên kia còn có thác nữa. Đúng là cái nền này nó hơi trơn đấy. Khá là nhiều người. Giống như trên phố luôn. Rồi trên này là toàn là nhà hàng nha. Hình như là có mấy chị em phụ nữ người có tô mình nhà phục vụ đấy. Đây là cái đầu của người phụ nữ rất là thần thánh. Tại vì mình xem ở trên Facebook thì ai đi qua cái cổng trời này cũng đều chụp ở chỗ này đấy. Cái bản mặt của chị này hình như đang ngủ sao. Hình như là sướng được du khách vút ve sao ạ. Ôi, chỗ này còn có cái hình như chỗ này là phải ui phi đơ phi vịt theo. Ôi, không có nhà này đẹp luôn này. Không biết cái này là cái gì đây. Cái này là phục vụ cái công việc gì. Nhà hàng hay sao? Fivichel Song Ngân. À đúng rồi, trong này nhà hàng. Đấy. Hình như cái khu vực này là khu vực họ ăn buffet nha mọi người. Nếu như bạn nào mà khi mới vô đây thì các bạn mua cái vé buffet là 200 ngàn nữa. Thì có thể nói là cái gói mà combo thì là 400 mọi người. Nếu như các bạn không mua vé ở chỗ cổng thì các bạn vào đây các bạn mua sẽ là 250 nha. Vì vậy tổng cộng với vé vào và vé buffet sẽ là 450.000. Một con số cũng không có nhỏ đối với những người mà như mình. Như mình thì cố gắng đi review các bạn xem thôi chứ không có tiền đâu. Tiền mấy trăm ngàn đi vô đây cũng là tiền mà mình vận dụng được mấy ngày, mấy tháng tới. Cầu này là cái cầu Ngưu Lang Chức Nữ hay là còn gọi là cầu Ô Thước nha. Đó mang hình tượng rất là đẹp luôn. Còn bên kia sẽ là khu đang xây dựng. Đang xây dựng lờ dở. Cái này cũng mang phong cách kiến trúc ở bên phong cách cấu trúc cổ bên Hội An ấy. Đấy, tòa nhà là tòa nhà đẹp nhất đi từ dưới kia lên đó. Và to nhất có là 5 tầng. Ôi, bên kia còn có cái ngọn thác rất là đẹp. Có lẽ tới cái điểm này là cái điểm cuối của hành trình khi mà vào đây rồi các bạn nha. Chỗ này còn có chỗ bán đạp hóa uống nước các kiểu nữa. Còn có mấy em gái rất xinh tươi. Tại phố đấy. Hai em mình sẽ vào lên trên kia để gọi là hưởng cái mát của thiên nhiên một tí nha. Đó là con thác các bạn vào trên này các bạn sống ảo như cái bà cô kia nha. Bà cô kia làm cái sống ảo rất là tuyệt vời. Đồ ngồi chỗ này thôi cũng thấy mát rồi. Rất đẹp. Báo qua bên kia đứng đi anh chụp cho. Chụp đi. Ở bên kia để anh chụp. Bạn cùng đợi xem bạn Bảo con này kia để mình chụp ảnh một tấm nha. Đây là tấm ảnh lưu niệm các bạn là bạn Bảo chụp chỗ thác tiên đó. Cầu thác tiên. À thì ra cái thác này họ đặt lấy cái cầu cái thác tiên đó. Nó rất là nhiều khách du lịch qua bên kia để mà chụp cái hình lưu niệm. Nhanh lên Bảo ơi. Bạn Bảo qua bên này đứng đi. Do ngày hôm nay thì thời tiết nó rất là nắng nóng luôn các bạn. Vì thế mà hầu như là toàn bộ du khách đều dồn vào đây để hưởng cái mát của thiên nhiên đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn thấy là du khách hôm nay khá là đông nhé. Nên mình sẽ được cái số mà cái hồi mà có người đi xuống là nhà mình sẽ đi lên. Đây đây. Đi lên trên này. Được, phải leo thang bộ này. Mình rất là mệt. Ôi, nước chảy ra từ con đá luôn này. Nhưng mà có mùi nha các bạn, không có sạch đâu. Tới đoạn này thì có hai đường, hai nhà mình không biết là đi đường nào. Với lại chỗ này cũng không có bảng chỉ dẫn. Thôi đi xuống dưới đi. Đi lên nãy giờ thì không mệt rồi. Hai nhà mình sẽ đi cái đường này. Wow, đẹp chưa này. Chỗ này các bạn có thể thấy toàn cảnh khu vực từ cái tháp cao kia tới cái đoạn thác bên này luôn này. Đó. Đây này là cái cầu thác tiên hồi nãy đấy. Ôi, bên kia cũng còn có nhiều người. Còn cái cầu này là cầu cánh chim. Đây, cầu cánh chim. Ủa, con chim đâu rồi? À, đây rồi. Đây là chim công nha. Ở bên này là chim công. Còn cái cánh cầu này, mình không biết là cái cánh này là cái cánh gì mà như thế này đây. Cánh chim con cũng không ra cánh chim con. Chim đại bàng cũng ra cánh đại bàng. Bà ơi, theo em thấy cái cánh kia là giống như cái cánh chim nào đấy? Cánh chim gì? Theo em xem á, cái con kia là cái con chim con. Còn cái cầu hoặc là cánh thì là cánh máy bay hay là gì? Cánh chim con. Ở nãy anh thấy còn có cái chỗ kinh công ấy. Chỗ kia ấy là chỗ nào nhỉ? Chỗ đấy vẫn chưa hoàn thành. Thì anh em mình sẽ không có lên đâu. Họ nói hồi nãy đấy. Công nhận cái chỗ này nó mát hơn với chỗ kia. Ôi, thác này còn có 2 tầng luôn này. 3 tầng à? Wow, 3 tầng các bạn. Rất đẹp. Đây là bon thác. Đi kia. Thì anh em mình sẽ đi vô bên này một xíu để mà nghỉ mát. Tại vì cái khu vực này các bạn có thể thấy là cái toàn là cái rừng cây bon. Ôi các bạn ơi, các bạn có thể xem bên kia còn có một cô em gái nó nằm còn không mặc áo quần luôn. Báo đi qua đây đi. Không biết em này là tối qua làm gì mà họ vứt ngay hôm nay. Không có một mình vải che thân luôn. Bạn nào vả quá xuống đây ngồi. Màu đây gì vậy? Đỏ, chưa đỏ.
như cái ngôi nhà này là cái trạm bơm nước á, cái chỗ này là cung cấp nước cho cái khu du lịch này. Này đó. Đây bên này còn có ba chú chì mang là những chuyện là không nói không nhìn. Đây mấy người dưới phố thì họ thấy cái mít thì rất là lạ luôn. Đây là cái mít rừng này, rất là to luôn, hình như là có mấy trái nó sắp chín rồi. Anh em bạn bè nào mà đi qua đây thì đừng có lại gần cái này, sợ rớt xuống đầu nó bực một phát là nát óc luôn, phải nát mít đâu. Tiếp tục di chuyển, anh em mình sẽ trở lại cái chỗ mà cống hồi nãy. Đây, bây giờ đã là 15 giờ đúng rồi, các bạn có thể thấy là khách quan vẫn là rất là đông đúc như thế này. Đấy, mình đi nãy giờ thì cũng khá là mệt, cũng đã tới hết giờ để mà về rồi. Còn rất là nhiều chỗ nữa nè các bạn. Đền bà Lâm Cung Thanh Mẫu là rồi đường Lạc Long Quân. Cái đường mà anh em mình đang đi thì là đường Lạc Long Quân nha. Công nhận là chỗ này rất là đẹp luôn mọi người. Các bạn cũng có thể thấy là bên này có thể thấy rõ là cung cảnh những bóng trời mà điểm nhấn chính của khu du lịch này đây. Đây là này còn có một cái tượng là bạch hổ đà mọi người. Bên này còn có là có hai con hổ. Đây con nhờ chú. Chúng ta nhắn dọc nít tê. Khủng long hóa thạch. Đi lên trên này bảo. Chỗ này nhà mình chưa lên nãy giờ á. Hồi xưa mấy cái tượng là chỗ này là chỗ mà trượt thác nước ạ. Ôi mệt. Ôi chả đi. Đấy. Chỗ này là cái hang con rồng đấy mọi người. Cái này mà leo lên trên kia thì sẽ đi vòng. Đi qua bên kia. Đi vòng cái bậc thang này mọi người. Các bạn ơi, phải đi qua giống như đuôi rồng luôn này. Đi qua bên này còn éo thì rất là mệt. Thôi đéo đi qua lên trên nữa đâu. Các bạn nào mà không biết địa điểm du lịch thì các bạn có thể xin cái tờ giấy như thế này đây. Kiệt cống trời Đông Giang, kiệt tác giữa đại ngàn. Để tìm kiếm cái hang Ngọc Đế là chỗ nào. Điện Ngọc Hoàng 16 đó đây. 15, 16. À cái kia là cái Điện Ngọc Hoàng đấy mọi người. Rồi hang Ngọc Đế là số 29 đây. Đâu rồi? 29 đây. Ôi. Cái này là tụi mình là nãy là không đi cho trên này rồi. Hà Ngọc Đế bên này. Hồi nãy là cái chỗ cái cống trời đây mọi người, cái chỗ mà cống điểm nhấn của khu du lịch. Hồi nãy là chỗ này, anh em mình đã về tới chỗ này rồi. Đây. Anh em mình về tới điểm này. Tiếp theo là anh em mình sẽ lên cái chỗ mà cái 16 này này. Là Điện Ngọc Hoàng. Còn cái hôm nay thì nói chung thì thời gian của anh em mình hôm nay thì không được nhiều. Thì anh em mình đã đi từ chỗ này lên tới mấy khu nhà này. Rồi tới làng truyền thống văn hóa Cơ Tu. Rồi tới cái thác. Cái thác này cái này là cái cầu cánh chim. Rồi tới thác Tiên. À thác chi hay. Cái chỗ này là chỗ 52. Là thác Trứng Rồng. Nói chung là anh em mình đã đi theo cái dọc bờ sông này. Còn cái khu vực này thì họ vẫn đang trong quá trình xây dựng với lại chỗ này nữa đấy các bạn. Đây, trong thời gian khai trương đoạn 2, giai đoạn 2 thì sẽ mở cửa vào 30 tháng 4 2023 nha mọi người. Vì thế mà họ sẽ lại mở thêm nhiều cái dịch vụ và nhiều chỗ để tham quan nữa. Như là khu vực rộng lớn này, để muốn lên chỗ này các bạn có thể ngồi cáp treo đấy. Và khu vực này nữa. Bây giờ hiện tại tới đoạn này thôi này. Tới đây thôi. Đấy.
Còn cái vực này là cái khu vực mà họ bán vé đây. Còn cái mà vòng tròn này thì các bạn có thấy là ngay ở đây này. Đấy, ngay chỗ mà mình đang đứng đấy. Anh em mình sẽ cố lên đây rồi sẽ về luôn. Vâng, vậy là hành trình đi khám phá cổng trời Đông Giang của anh em mình hôm nay thì đã kết thúc rồi các bạn ạ. Hiện tại thì anh em mình đã ra bãi xe rồi, đi lấy xe rồi. Thì nếu như các bạn nào đã xem hết video clip này của anh em mình thì các bạn có suy nghĩ xem là với 200 ngàn thì có đáng để mua vé để vào trong này xem hay là không. Theo mình thì rất là đáng tiền. Bởi vì các bạn có thể là ở bên trong thì họ đầu tư rất là